Dạ vâng, đồ gỗ Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay bên xưởng thì em kê ra mọi người là hai cái sản phẩm mọi người đang nhầm lẫn ở trên thị trường hiện nay. Thì một sản phẩm thì đang bán là 3,5 triệu và một sản phẩm đang bán là 3,8 triệu. Thế rất là nhiều khách hàng cũng đã liên hệ trực tiếp với em, cũng hỏi em là tại sao là bên xưởng nhà em bán lại cao hơn ở những cơ sở khác đến vài trăm nghìn một chiếc ghế như thế này. Thì hôm nay thì cũng là có hai khách hàng đặt bên xưởng như em hai loại hàng như này, thì cũng kê ra để giới thiệu cũng như là que chi tiết để mọi người có thể là so sánh về hai chiếc ghế ăn này. Thì đây thì đầu tiên là hai chiếc ghế ăn mà hàng thông thường bên xưởng như em đang ở bể ở bên tay trái, còn hai chiếc ghế ăn hàng dày loại VIP thì bên xưởng như em đang để là ở bên tay phải. Thì hai mẫu này thì gần như là như nhau mọi người ạ, nhưng mà nó có khác biệt một chút. Đây, thì đầu tiên mọi người nhìn có thể nhìn về tổng quan. Tổng quan của sản phẩm này thì là đều là mẫu hoa hồng và là đều là chân 8 cũng như là chân liền. Đấy, nó khác nhau có một chút thôi, không khác có nhiều. Đấy. Đầu tiên là về phần khác nhau, đầu tiên là phần mặt nha mọi người nhá. Đây, mặt thì những cái sản phẩm 3,8 triệu này thì bên xưởng em đang làm đây là mặt tràn liền tấm, dày là 4 phân. Còn bên này thì hàng sản phẩm hàng 3,5 triệu thì mặt tràn liền tấm chỉ có là 2/8 thôi. Đấy. Khi làm xong là còn 2/8, còn bên này khi làm xong là còn 4 phân. Đấy. Đấy, khác nhau đầu tiên, điểm khác nhau đầu tiên mọi người nhá. Đây là điểm khác nhau đầu tiên này. Đấy, điểm khác nhau thứ hai thì tí nữa bên xưởng em sẽ nói. Còn về phần giống nhau, đây phần chân đều là chân 8. Đấy, yếm thì đều là yếm 3. Yếm thì đều là yếm 3. Đây là phần yếm, đây là phần chân. Chân đều là chân 8, yếm đều là 3. Đây là khác nhau đầu tiên là phần mặt nhé. Khác nhau điểm thứ hai là phần độ dày của phần trương nữa mọi người nhá. Đây, em sẽ đi vào gần hơn để mọi người có thể nhìn chiêm ngưỡng này. Đầu tiên là phần sản phẩm 3,8 triệu này thì trương của nó sẽ dày là 5,5 mọi người nhá. Đây, 5,5, rất là dày. Đấy. Và tiếp theo là cái phần thứ hai là hàng thông thường thì trương của nó thì sẽ còn là 4,5, cũng sẽ rất là dày, nhưng mà nó sẽ mỏng hơn cái sản phẩm 3,8 triệu này. 3,8 triệu là sản phẩm là 5,5, còn sản phẩm mà 3,5 triệu thì chỉ có là 4,5 thôi. Đấy. Đấy mọi người nhá. Đây là mọi người mà quan tâm kỹ hơn thì cứ liên hệ trực tiếp với xưởng, bên xưởng nhà phân tích rõ ràng hơn cho mọi người. Còn nhiều khi em nói trên này thì nó cũng sẽ hơi bị luyến quá. Đấy, mọi người sẽ không hiểu được. Nói tại vì hơi dài dòng. Hơi dài dòng và nhiều khi là mọi người không hiểu. Đấy, nhưng mà một có những sản phẩm là 3,8 triệu và 3,5 triệu mọi người nhá. Đấy, cái khác biệt thứ hai là về phần độ dày. Và khác biệt thứ ba nữa là khi bên xưởng nhà em làm mỏng thì có nghĩa là làm 4,5 như này, không phải là mỏng, có nghĩa là làm là 4,5 như này. Thì khi đục mặt sau, bên xưởng nhà em sẽ đục là chỉ có đục rất là lông. Lông có nghĩa là lông hơn mặt trước. Mặt trước bên xưởng nhà em đục sẽ rất là sâu như thế này. Mọi người nhìn thấy đây, những cái chi tiết này, đục rất là sâu. Mặt sau thì bên xưởng nhà em sẽ làm đục, vẫn là đục nhưng mà sẽ phải đục lông hơn vì cái sản phẩm hàng nó mỏng. Ví dụ mà đục sâu vào thì cái đất còn rất là ít, nhìn cái ghế cũng rất là xấu, không được đẹp người ạ. Nên bên xưởng nhà em đục sẽ mỏng hơn. Còn sản phẩm bên này đây là sản phẩm là 3,8 triệu. Đấy, 3,8 triệu thì cái sản phẩm là hàng trương 5,5 thì bên xưởng nhà em sẽ đục là hai mặt sâu y như nhau. Đây. Đây mọi người nhìn. Đấy, trương này. Đấy, đục sâu là như nhau. Đấy, đục sâu là như nhau. Còn bên này thì sẽ đục là lông hơn, hàng 3,5 triệu và hàng 3,8 triệu nó khác nhau một chút ở điểm đó. Và cái thứ hai, cái thứ tư là phần vách này vậy. Vách này thì bên xưởng nhà em đang làm đây là 2,5, bên xưởng nhà em đục cũng sẽ là sâu hai mặt như nhau. Còn bên này thì ván vách của nó chỉ có 2 phân thôi, thì bên xưởng nhà em sẽ đục một mặt đằng trước là sâu và mặt đằng sau sẽ là lông hơn. Đấy, mọi người nhìn lưu ý ấy. Nhìn tổng quan thì hai cái mẫu ghế này thì không khác gì nhau cả. Đấy, nhưng mà nó sẽ là đi sâu bên trong nó sẽ khác nhau mọi người nhá. Còn về phần chân, phần chân thì vẫn là chân liền, vẫn là chân liền. Mẫu 3,8 triệu này, chân liền. Và phần mẫu 3,5 triệu này cũng sẽ vẫn là chân liền. Nhưng mà nhiều khi quý khách hàng nhìn này, trương là mỏng hơn thì vai nó sẽ mỏng hơn. Đấy. Trương mỏng hơn, vai sẽ mỏng hơn, cảm giác cái trương cái ghế mà hàng dày dặn như này thì mọi người nhìn xem nó đây, nhìn. Đấy, trông rất là to, trông rất là đẹp luôn. Còn hai ghế này thì nó cao bằng nhau. Trương lại cao bằng nhau. Nói chung là nó chỉ khác những cái điểm thế thôi. Đầu tiên là về phần mặt và cái thứ hai là phần trương, cái thứ ba là phần vách. Đấy, độ dày của ba cái đấy và độ đục sâu của
phần vách, phần trường nữa. Đấy, nó chỉ khác mấy cái đấy thôi mà chênh nhau là 300 nghìn một chiếc ghế mọi người nhá. Mọi người mua ghế nào thì bên xưởng nhà em đều làm. Đấy, mọi người quan tâm hay có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0963 245 13, địa chỉ sâu ở Châu Phong, ở Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội mọi người nhá. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ qua xưởng xem hàng thực tế. Bên xưởng nhà em đều có những cái mẫu mã sản phẩm và cũng như là cái mẫu hàng để mọi người có thể là tham khảo. Đấy. Và video này thì bên xưởng nhà em xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhé.